Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thống nhất phương án lưu thông trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Thời gian thực hiện 15 ngày, từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 2. Cụ thể, phương án lưu thông chỉ có ô tô được chạy 2 chiều riêng biệt trên cao tốc, mô tô xe gắn máy không được phép lưu thông vào cao tốc này. Các lái xe không được chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu, bảng điện tử, sơn kẻ trên mặt đường. Lái xe chỉ được dừng đổ xe ngoài phạm vi đường cao tốc. Trong thời gian này, lực lượng của Trung tâm Điều hành Cao tốc phối hợp với Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông, Chính quyền địa phương, Công an xã, Y tế, Cứu hộ, Cứu quả, túc trực trên tuyến để điều tiết giao thông, xử lý khi có sự cố xảy ra.